Hello các bạn, em xin kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến của em. Hôm nay em làm cái video clip này á, là hôm nay một ngày rất là phải nói là kinh khủng. Thì cái câu chuyện là như thế này. Hồi trưa khoảng đâu độ mảng chừng dòng 2 giờ trưa thì em với lại một người cô thèm ăn bánh mì thịt nướng. Thì nó không phải bánh mì thịt nướng mà là bánh mì đặc biệt. Thèm ăn bánh mì đặc biệt rồi mới đi mình gọi phone tới thì mình order trước. Thì mình khi mà mình order trước mình đó mình đặt trước rồi đó, khi mà mình tới tiệm đó thì mình sẽ lấy được cái bánh mì liền, mình không cần phải chờ đợi. Thì lúc mà đi lấy bánh mì đó, lúc mà đi ngang qua đó, lúc exit freeway đường Euclid đó thì em thấy rất là kẹt xe, cho nên em phải đi vòng qua đường nhỏ. Và khi mà em chạy tới khu này rồi đó là các em nhìn qua bên kia là cảnh sát rất là đông và bao hết những cái dây mà vàng lại. Rồi em mới nói trong đầu rồi, ở khu này một là bị cướp, hai là có vụ gì đó bắn nhau rồi. Thì chính xác là như vậy luôn. Thì lúc mà về tới nhà rồi thì mới một người bạn mới gửi tin bên Facebook cho biết cho coi được cái video clip mà những người mà trong hiện trường nhau đó, những người mà cái tiệm kế bên đó, họ quay được cái cảnh mà cảnh sát đi vào cầm súng đi vào trong. Thì em có coi được cái đoạn đó, rồi xong rồi em có coi trên cái tin tức của đài hình như là đài ABC, đúng rồi, đài ABC. Thì cái tình hình đó là một tiệm quán cà phê ở thành phố Golden Road trên đường Westminster và Euclid. Thì theo cái tin tức ở trên đài ABC, hình như ABC phải không, để em coi lại nhé. Hình như là đài ABC. Để em xem lại liền ngay lập tức đây. Của đài CBS. Của đài CBS, đúng rồi, đài CBS. Thì trên cái đài mới nói đó là có một cuộc gọi, là có một cuộc gọi nổ súng ở trại tiệm nhà hàng, nhưng mà thực sự nó là quán cà phê chứ không phải là nhà hàng. Thì lúc mà cảnh sát tới đó, cảnh sát đã bao vây lại hết những cái khu này. Và khi mà cảnh sát đi vào tiệm cà phê đó, là lúc đó hình như là khoảng 2-3 người cảnh sát tới xách súng trường, súng dài, súng ngắn nữa, nhiều lắm, và một số cảnh sát bao vây bên ngoài. Thì khi mà tới cái tiệm cà phê đó, họ mở cửa ra và họ vào đó. Thì khi mà lúc mà coi cái tin tức của đài CBS đó thì họ phỏng vấn một người cảnh sát, và một người cảnh sát đó nói rằng là khi mà họ vào cửa, khi mà họ được cái cuộc gọi mà báo là ở đây có bắn nhau đó, thì họ tới, thì họ mở cửa vào thì họ thấy một cái xác nằm ở đó rồi, và một cái người chết đó là người Việt Nam khoảng đâu độ chừng 20 tuổi, chừng 20 hai mấy tuổi, còn trẻ lắm, chết bên cái khẩu súng. Nhưng mà theo cái người cảnh sát đó kể lại đó, trước hết đó là cái người mà đọc tin tức đó, kể lại đó là họ có phỏng vấn một cái tiệm, cái người quản lý của cái tiệm cà phê. Thì người quản lý của tiệm cà phê đó họ chỉ nói rằng á là có một người đàn ông cầm cái súng chạy vào. Thì ở trong tiệm có khoảng đâu 15 người chạy ra ngoài. Thì sau khi mà cảnh sát bước vào đó thì họ đã thấy cái người bị chết nằm ở đó rồi, với một khẩu súng lục, khẩu súng tay, khẩu súng nhỏ nha, nằm bên cạnh, kế bên cái xác. Thì hiện tại đó thì họ đang điều tra, họ không biết là lý do gì đã xảy ra. Thì nếu như có ai có thông tin gì đó thì hãy báo cho cảnh sát biết nhé. Nếu ở gần khu này thì hãy báo cho cảnh sát biết, họ sẽ điều tra. Nhưng mà khi mà họ trong cái tiệm quán cà phê đó, lúc nào cũng có cái camera, cho nên cái máy quay phim đó, cho nên bây giờ chắc chắn á là họ đang, bây giờ bên kia họ đang đang đông đảo lắm, họ đang điều tra cái sự việc như thế nào. Thì chắc chắn trong cái tiệm đó sẽ quay lại được những cái giai đoạn như thế nào, thì sau đó cảnh sát sẽ thông báo vì sao cái người đó bị chết. Bây giờ em mời các bạn coi một khúc em quay cái bên quán cà phê nhé, bên đường bên kia. Bây giờ hiện tại cảnh sát cũng đang còn tới đây nè. Các bạn hãy xem một khúc nhé.
Đây là cái khu cà phê. Hiện tại bây giờ là khoảng 6, gần 6 giờ chiều rồi, 5 giờ 50 rồi. Mà cảnh đã khuyên cái khu này đã bị phong tỏa. Cái hiện trường như xảy ra vào lúc khoảng đâu chắc em nghĩ là khoảng 1 giờ rưỡi trưa tới 2 giờ, lúc đó em đi ngang qua 2 giờ thì ở đây nó đã đóng. Ở đây nó đã đóng rồi. Bây giờ nó đã xe khách hàng ở trong đây đã ra hết. Nhưng mà vẫn đóng cái khu thương mại này, không cho vào. Bên đó là có cái tiệm cà phê. Chắc là họ đã điều tra xong rồi đó. Bây giờ cảnh sát đã bắt đầu đi. Vừa rồi thì các bạn coi cái đoạn ngắn là em quay từ bên đường qua bên khúc bên kia về cái hiện trường của quán cà phê hiện tại bây giờ nó như thế nào. Thì các bạn biết không, ở Mỹ mà là một cái xứ sở, phải nói là xứ sở tự do, cho nên ai cũng có thể mua súng cả, ai cũng có thể mua súng cả. Thì chỉ cần mình trên hình như là 21 tuổi hay 18 tuổi em quên rồi, hình như là mình trên 21 tuổi thì mình được quyền sở hữu một cái súng, với điều kiện là mình phải đi thi lấy một cái bằng. Mình vào đó mình xin họ, họ sẽ xét xử cái lý lịch của mình như thế nào, rồi họ sẽ cấp cái nếu như cái lý lịch của mình trong sạch thì họ sẽ cấp cho mình cái giấy phép để mình xài súng thôi. Cho nên ở Mỹ bên đây rất là, phải nói là nghiêm trọng. Bây giờ ở bên đường bên kia hiện tại là cảnh sát đang điều tra, thì chắc chắn trong vài ngày nữa thôi, khoảng chừng vài ngày bây giờ chắc có lẽ họ đã coi cái, họ biết kết quả rồi, nhưng mà họ chưa thông báo trên trên tin tức coi lý do gì đã xảy ra và vì sao cái họ không biết trước được. Lúc mà họ phỏng vấn họ đó thì họ nói đó là họ không có biết được là người này tự sát hay là bị ám sát. Thì hiện tại bây giờ là bên đó cảnh sát đang làm việc ở bên đó, là khoảng đâu 6 giờ chiều rồi. Thì nếu như mà có cập nhật những cái tin tức gì mới đó thì em sẽ cho thông báo cho các bạn biết để mà theo dõi tình hình. Mấy cái chuyện mà bắn nhau ở bên Mỹ đó thì hình như là nó rất là bình thường. Chẳng hạn như là có nhiều lúc có trong trường học là có những người trẻ, ba mẹ nhà nó sở hữu súng mà không chịu khóa lại. Thường thường mình sở hữu súng á thì mình phải có một cái hộp để mình khóa lại và mình để đạn riêng, mình đừng có để chung. Thì tụi trẻ con mình nó có thể nó lấy. Thì cho nên những cái tin tức mà trên TV đó, trên đài Mỹ đó nha, thì nhiều lúc đó có những cái cảnh mà học sinh đi vào trường học bắn chết biết bao nhiêu người mà nói. Một năm thì nó xảy ra cái chuyện nó rất là nhiều chuyện, rất là nhiều case, nhiều ca để mà cái vụ mà bắn nhau trong trường học rất là nhiều. Một năm năm nào cũng có hết. Thì cho nên ở Mỹ này mà họ sở hữu súng, có nhiều tiểu bang họ cho mình mang súng trong người luôn. Còn ở Cali này đặc biệt mình được mua súng, nhưng mà với điều kiện đó là mình không được nạp đạn. Mình được để trong xe, nhưng mà súng á là phải để ở đằng sau cốp, và đạn không được nạp vào, phải tách ra. Còn súng thì mình cũng quyền để ở nhà, nhưng mà mình phải gài nó an toàn lại nhá. Nhưng mà nó có cái chỗ này, khi mà mình bị cướp vô nhà đó hay là bị ai xâm phạm nhà mình đó, là nếu như mình không được bắn sau lưng họ, mình phải bắn trước mặt họ, thì cái đó luật pháp chỉ cho bắn trước mặt chứ không cho bắn sau lưng. Bắn sau lưng thì họ cho là bắn lén, cho nên nó không có hợp pháp. Cái đó các bạn muốn tìm hiểu về những cái luật pháp đó thì các bạn một có thể hỏi văn phòng luật sư hoặc là ai đó tư vấn cho các bạn. Hai là có thể hỏi bạn em cũng là luật sư luôn. Thì em chỉ cập nhật cái tình hình hiện tại nó như thế này thôi. Đó là một chàng trai Việt Nam, khoảng đâu độ chừng
dưới chừng 20 tuổi thôi, bị chết. Chết kế bên cái khẩu súng, nhưng mà không biết lý do thì sao chết, là tự tử hay là bị bắn chết. Thì không biết cái tình trạng trong hiện tại nó như thế nào, mà em thấy cảnh bên đó cảnh sát rất là nhiều đang điều tra, đang tiến hành cái sự điều tra. Thì em sẽ cập nhật những cái tin tức mới cho các bạn xem. Các bạn hãy theo dõi nha. Các bạn nếu có bạn mà yêu mến em á, thì hãy tặng cho em một cái đăng ký và một cái like. Em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Bye bye.